Tại Đại hội Thế giới Di động Thường niên ở Barcelona, điện thoại thông minh là vua. Điện thoại thông minh ngày càng mạnh hơn, càng liên hệ nhiều hơn với tất cả mọi thứ ta có thể có ở nhà hay đem theo mình. Vì thế, giống như những tai nghe đơn giản, cho tới các máy thu hình an ninh và những thứ tương tự. Vậy là máy tính hãy xê ra. Điện thoại di động đang dẫn đầu trong việc cho phép ta kiểm soát mạng Internet của mọi thứ, còn gọi tắt là IoT. IoT là một từ thông dụng, nhưng ý thực của nó là điện thoại di động của ta trở thành trung tâm, không những của đời sống di động của ta trong khi xê dịch, mà còn của mọi thứ ở trong nhà nữa. Và con số những thiết bị đó đang liên tục tăng lên, từ bàn chải, răng, bằng điện cho đến các robot trong nhà được trang bị bằng máy thu hình, tia laser và bộ cảm ứng các loại. Một lĩnh vực khác đang chứng kiến những cải tiến là máy chụp hình gắn trên điện thoại thông minh. Một số có khả năng thay đổi độ dài tiêu điểm, một số khác giữ cho hình ảnh rõ ràng vào mọi lúc hay cho thấy hình ảnh có góc độ 360 độ. Vậy là khi đang ở trong một quán bar, ta dễ dàng chụp nhiều người hơn trong ảnh tự sướng. Điện thoại kiểu G5 của hãng LG giúp người sử dụng thêm nhiều pin gắn vào cũng như thay thế. Nhưng hãy chờ xem, đấy chưa phải là tất cả. Nhờ một sự hợp tác giữa Facebook và Samsung, thay vì gặp gỡ bạn bè trên mạng thông qua thiết bị có công dụng như phone bằng video, mai kia chúng ta còn có thể giao tiếp và quay video trong thực tế ảo. Máy chụp hình Gear 360 của Samsung với các ống kính trước và sau sẽ nối kết với các điện thoại của công ty và thiết bị nghe Gear VR. Một ngày không xa, tất cả chúng ta sẽ có thể truyền đi trực tiếp những gì chúng ta đang làm, bất cứ khi nào ta muốn, và như thế bạn bè và gia đình chúng ta và những người chúng ta quan tâm có thể kinh qua giống như là họ ở ngay đó với chúng ta. Cũng như những năm trước, Apple không tham gia cuộc triển lãm này, nhưng theo tin đồn, công ty này dự định phát hành một loại iPad mới trong tháng 3.